À, thưa quý thi hữu thân mến, chúng ta hội ngộ về đây đó là một niềm đam mê chung, đấy là niềm đam mê thơ. Chúng ta xây dựng góp sức xây dựng cho trang thơ nhạc Việt Nam của chúng ta ngày một phát triển, và chúng ta đều có những cái tâm hồn rất là đẹp, và để thay đổi không khí, tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thi hữu đón nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Võ Hoài Linh, bài hát có tựa đề Về Đâu Mái Tóc Người Thương, có phần trình bày của Đặng Vân Mai. Xin mời quý vị đại biểu cùng quý vị thi hữu lắng nghe. Mắt em xanh biển sâu, mắt tôi dưng